gió mênh mông. Lời nào cho tôi nói hết, tình yêu như ngọn nến cháy trong lòng, chút ánh sáng lẻ loi cho tôi một niềm tin mênh mang. Từng ngày dài lang thang, yêu ai băng khoảng chiều qua, yêu ai trong tranh như con phà. Đi kiếm sữa cho con ở đâu bây giờ con ơi? Trang kia ngồi đi. Mệt quá. Nó ngủ rồi kìa. Trời ơi, tội nghiệp con, thì nó ngủ mất tiêu rồi. Đi tìm sữa ở đâu đây? Bỏ tay. Bà làm nó khóc thì có. Trời ơi. Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Ngồi xuống đây đi nha con nha. Ngồi xuống nghỉ một tí nha. Con không khóc nha. Mang con. Trời ơi, có cách nào dỗ cho con tôi nín không? Tôi xót quá à. Mày chi mà mẹ Ly có sữa ha. Mẹ Ly cho con mông mông mỗi ngày. Hỏi về dẫn con đi xin sữa người ta. Kỳ vậy sao? Tại sao cấy được trứng mà không cấy được sữa? Bất công gì đâu á. Bà nói nữa người ta tưởng bà khùng á. Khùng gì mà khùng? Bà không thấy con của tụi mình á, lúc bà mông mông sữa của người đàn bà kia hả? Con Thu nó mà thấy cái cảnh đó, nó xót đứt ruột luôn á. Thì hả, người ta nói một cô cha thì ăn cá, một cô mẹ hả thì liếm lá dọc đàn mà, bà không nghe sao? Sai rồi. Người ta nói là mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá đầu đàn má ơi. Ừ, đầu đàn. Mà làm sao mà bà nói là nó mồ côi được? Nó có hai người mẹ nè, tôi với bà nè. Mồ côi đâu mà mồ côi. Bây giờ nó cần sữa, bà có sữa cho nó bú được không? Thì tôi không có sữa, bộ bà có sữa à? Đúng không con? Mẹ thương, mẹ thương, mẹ thương, mẹ thương ha. Mẹ thương, con ngoan đi, con ngoan. Mẹ thương, mẹ thương, mẹ thương, mẹ thương, mẹ thương, mẹ thương. Mẹ thương. Mẹ thương mà, con đừng có khóc, đừng có khóc nữa nha. Các cô làm cái gì mà ngoan, nhìn tụi tôi dữ vậy? Ngoan, ha. Cái câu này ngoan, hỏi ngoan, hai cô ngoan, đó ngoan. Hai cô làm gì đứa trẻ vậy hả? Trời ơi, cô nói vậy nghĩa là sao? Làm gì là làm gì, có làm gì đâu. Đúng rồi, nãy giờ tôi để ý nhiều rồi á. Chắc hai người này bắt cóc nít á. Báo công an đi mấy chị. Mấy người nói gì vậy? Ai bắt cóc ai? Bị khùng hả? Hai cô không phải là mẹ con nó. Nếu mà mẹ con nó thì đâu khóc dữ vậy. Nhưng mà tụi tôi cũng không phải là người bắt cóc. Cô nhìn tụi tôi giống như là người bắt cóc lắm hả? Ghê quá, bác cùng anh. Trời, thôi thôi thôi. Dễ sợ rồi, dễ sợ, dễ sợ quá. Đúng rồi đó. Ai biết được, nhìn ăn mặc sang trọng đẹp đẽ mà không tin được, phải không bà con? Đúng rồi. Thôi phiền quá. Mấy người đừng có đoán mò, mấy người có biết cái tội á mà vu khống người khác là bị cái gì không? Có thấy con người ta đang khóc om sùm thôi mà còn lại đây vu khống. Thôi mệt quá, nè 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 đi hết đi, không phải chuyện của mấy người. Kỳ sợ. Dạ, alo, dạ. Chuyện gì vậy? Dạ, dạ. Chuyện gì
Chuyện gì vậy? Ê, tôi phải về công ty, bà giữ nó nha. Trời ơi, còn mấy cái này sao? Nè. Con ngoan, con ngoan, con ngoan, đừng có khóc nữa. Hôm nay bà giữ nó nha. Anh học của mẹ liên ngoan nha. Vô trong văn phòng con không có được khóc. Con không được quậy, để xếp mẹ liên ngoan khác. Mẹ nhà thương đúng không? Nói nghe nè, xếp vào trong đó. Ai lấy đi ông nha, con nghe. Lấy cho cái ghế ra đi. Ôi, tân tay nè, tân tay nè. Ơ, con của ai vậy? Con có một người bạn. Rồi công nhận bé dễ thương ha. Ê, coi chừng vợ sắp tới là bà tiêu luôn á. Không có tiêu đâu. Trời ơi, chứ con nít mà để nhà một mình mới là tiêu đó. Chào các cô đi con, chào các cô đi. Cháu buồn ngủ rồi, cháu buồn ngủ rồi. Ê, các cô ơi. Tôi biết ai gọi luôn á. Đặt điện đi. Dạ. Thưa sếp. Sao 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 sếp nói sao? Sếp nói gì không? Alo, chị dâu hả? Chị giúp em trông anh Ngọc giùm em được không? Trời ơi, chết rồi. Dạ dạ, cảm ơn chị dâu. Dạ cảm ơn chị dâu. Thì như bé Y nè chị. Ôi chết. Trời con ơi. Thôi, trễ giờ rồi đi họp nha chị. Con của mẹ tại sao lại đi chờ đây? Ê, giúp mình thay biển cho. Ê. Trời chết rồi con ơi. Sao con lại giờ này là tiêu mẹ rồi. Giờ tao đây. Trời ơi. Nè. Phương ơi, bà ở đâu vậy? Ê, Phương. Ê, anh giùm. Hai người về trước đi ha. Bye. Mày làm cái gì vậy hả? Trưa nắng chang chang vậy đưa nó ra đường nó bệnh rồi sao? Trời ơi, có đội nón nè. Bà bây giờ hết giờ giao ca của tôi rồi, đúng rồi, có nón nè. Nên là tôi phải giao cho bà thôi, bà trông đi. Sao không đưa nó về nhà tôi trước đi? Thôi bà khôn quá à. Đưa về nhà bà trước rồi tôi lại ngồi tôi trông nữa hả, nguyên ngày nữa hả? Đâu có mua. Tạm biệt mẹ Ly đi con. Bye bye con. Hai mẹ con đi về vui vẻ nha. Vậy là thành công rồi. Để coi á, bà chịu được mấy tiếng. Phương hả? Bộ cái con kiêu kỳ này nó có con rồi sao ta? Ủa? Mà nó có bầu rồi nào mình không biết gì cả. Ôi trời, cái chuyện động trời này mình phải đi nói với mấy bà hàng xóm biết mới được. Trời ơi, mẹ có làm gì con không mà con khóc nguyên cả ngày hôm nay vậy con? Nín đi con. Bây giờ mẹ làm gì để con nín đây? Hả? Hay là mẹ đàn cho con nghe nha. Hả? Hồi đó mẹ Thu thích nghe mẹ Phương đàn lắm á. Hay để mẹ Phương đàn cho con nghe bài mẹ Thu thích nghe nha.
Em muốn hai đứa mình cứ nằm như vậy hoài. Bộ em tính không ăn, không uống, không đi làm luôn hả? Không. Em thích nằm như vậy nè. Nằm mãi mãi, mãi mãi. Em trẻ con quá. Mà hả? Em cũng thích á. Mai mốt mình mà có con mình nó cũng sẽ nằm chung với mình luôn, đúng không? Trẻ con phải ngủ ở phòng trẻ con chứ, làm sao mà ngủ chung với bố mẹ được? Trẻ con thì còn nhỏ, ngủ chung với bố mẹ được chứ sao? Đợi khi tụi nó lớn ha, em sẽ làm cho tụi nó một cái giường 5 tầng, mỗi đứa 1 tầng. Cái gì? 5 tầng? Làm đi, 5 đứa hả? Thôi đi cô nương, để nhiều thế làm sao mà nuôi nổi. Cảm ơn Phương nhiều nha. Anh Ngọc đang ở trên lầu hả? Chắc nó quậy Phương lắm phải không? Hồi nãy nó khóc, nhưng mà Phương dỗ nó ngủ rồi. Hay là Huy chờ nó dậy đi rồi hãy bồng nó về. Chắc có lẽ là vậy quá. Huy xin lỗi nha, hôm nay công việc nhiều quá cho nên về không có đúng giờ. Không sao đâu. Mà Phương nghĩ Huy nên xem lại loại sữa mà cho anh Ngọc bú đi. Sao Phương thấy nó cứ dậy hoài à, không có lớn? Tại vì ngoài thị trường nhiều loại sữa quá, thật sự là Huy cũng chẳng biết chọn loại sữa nào nữa. Huy nghĩ có lẽ là nó cần sữa mẹ nhiều hơn đó. Sáng nay nè, nó quấy khóc dữ lắm, đưa sữa bình vô nó không có chịu bú. Xong rồi hả, Phương với Ly á phải ẵm nó qua nhà người bạn mới sinh con xong á, xin sữa cho nó bú. Nhìn nó bú sữa mẹ tội nghiệp lắm. Vậy thì tốt quá. Tội nghiệp, chắc có lẽ là thằng nhóc nó thèm sữa mẹ nên nó bú nhiều lắm phải không? Ừ, mà bác sĩ cũng nói là nó yếu quá nên cần sữa mẹ lắm á. Bác sĩ? Ủa, mà anh Ngọc bị chuyện gì mà phải đưa vô bác sĩ vậy? Nó chỉ bị tư lưỡi thôi, Phương sợ Quy lo nên không có nói. Nhưng mà nó không sao đâu. Phương, thật sự là Huy cảm ơn Phương với Ly nhiều lắm. Không có hai người không biết là Huy phải xoay sở với thằng nhóc như thế nào nữa. Có gì đâu, Phương với Ly là mẹ của là bạn của mẹ nó mà. Tội nghiệp thằng nhỏ, ở nhà có bao giờ nó chịu ngủ giờ này đâu. Còn nít mà toàn ngủ giờ người lớn không à. Phương, Huy thấy là Phương có thể làm mẹ được rồi đó. Ừ, Phương không thích làm mẹ. Tại vì Phương chưa có chồng nên nghĩ vậy thôi. Chứ yêu ai đó rồi, thế nào Phương cũng muốn làm mẹ ngay mà. Nè cưng, sao không ra nhẹ em? Ê, bỏ đi gì dễ như vậy em? Tôi với anh không liên quan gì tới nhau hết. Thế ra sao em mau quên quá? Quên cái gì? Hôm trước thằng Cấu có đến mượn anh 20 triệu. Nó mượn thì bắt mớ gì tới tôi? Nó nói là nó mượn cho em đó. Anh nói chuyện nghe mắc cười quá. Không lẽ bây giờ tự nhiên có người tới tự xưng là má anh? Anh không nhận luôn hả? Im đi. Hổn láo hả? À? Bây giờ có trả tiền hay không thì nói. Bây giờ trên người tôi không có 1 đồng nào hết á. Không có tiền chứ gì? Được,
anh sẽ cho em khất nợ vài ngày nữa. Nhưng tối đêm nay em phải cho anh hưởng thụ một đêm mặn nồng đó nha. Đi. Trời đất ơi, lỡ mà đừng nói dí theo hả, tôi với bà chết chắc luôn á. Tao đã nói với mày rồi, không được mượn tiền tao nữa. Mày đã mượn, rồi đầu tao ra bắt tao trả đó hả? Sao bà dữ quá vậy? Mày còn giả cho em nữa hả? Đi đi! Mà xui lắm mới dọc bà. Mày đi vô đây, mày biết tiền lần trước tao trả cho tụi nó là tiền gì không? Tiền gì? Là tiền tao bán con tao, là gì ai? Là gì cái lũ tụi mày đó? Thì bà cũng có phần mà. Phải, tao có phần. Bởi vậy tao đáng chết, nhưng mày không thể nào làm tao chết thêm một lần nữa. Bà thông cảm đi, tự nhiên mấy ngày nay tôi lộ đá banh đó. Với ông già tôi không muốn gửi tiền về. Cho nên tôi nói vậy bà hiểu không? Cái gì? Mày còn dám chơi cá độ nữa hả? Mày đi chết đi! Thôi bà đừng giận nữa. Bà nghe tôi nói coi. Nói nghe nè, hồi đó bà nhớ bà bệnh không? Lúc nào tôi cũng ở gần bên bà đó. Mày nói tới chuyện mày mua đồ ăn cho tao, tao buồn mày chở tao đi chơi. Lúc tao đẻ mày túc trực ở bệnh viện tới gì? Sao mày không nói luôn chuyện mà mày mượn nợ tao luôn luôn là đứa trả tiền. Còn cả lũ tụi bay đi chơi, ai là người phải bỏ tiền ra hả? Tôi cũng đâu có muốn gì đâu. Tại vì tôi buồn quá luôn vậy thôi. Bà chả hiểu cho tôi vậy đó. Bây giờ bà bỏ qua cho tôi một lần được không? Bà nghĩ cái tình tôi với bà đi. Bà giận tôi hả? Bà bỏ tôi sao? 5 năm rồi đó. Lúc nào tôi với bà cũng ở gần bên nhau hết. Bà đánh tôi chịu ok. Bà đừng bỏ tôi được. Tao không bỏ mày. Mà dính mày bỏ tao. Thôi tôi hiểu rồi. Bây giờ bà bỏ qua cho tôi một lần đi. Ok. Mai mốt tôi không chơi gì nữa. Ha. Thôi bỏ đi nha. Con mèo quang bé xíu này ở đâu mà lạc vô đây vậy ta? Đau. Nè, mày dám giận mặt với tao hả? Đúng mang rồi. Mèo quang này nó dữ quá. Nè cưng, anh giỡn chơi chút xíu thôi. Cưng làm gì dữ vậy? Cái thằng đầu đất này dám xưng anh với tao hả? Mà đụng đâu không được nha, đừng đụng tóc luôn nha. Mới là mấy trăm ngàn á. Mấy trăm ngàn nè. Trời. Mày quang, tha cho anh đi cưng, con dữ quá. Anh nữa hả? Mày quang, mày quan ra tay cũng lẹ ghê ha. Mới ra nghề đúng không? Nhưng mà nói cho mày quan nghe nha, cái khu vực ở đây á không có bảo đảm đâu á. Mày quan mà ngồi ở đây á, ngồi hốt xác mày quan luôn á, biết không? Mày là ai? Ta là gấu. Mày gấu? Ai cũng kêu là gấu. Mày là có bông thì có. Con gái á, mà dữ quá. Tôi nói thiệt cho mày quan nghe nha. Bạn gái của chúng tôi đó, tôi đập mày luôn á. Sao mày nhìn nó mày hoài vậy? Nó bụng hả? Nó bụng rồi đúng không? Mày nè ăn đi. Ăn đi. Không, nhìn mày quen rất là đẹp á.
Thầy nói rất là đẹp á. Mày quan khóc hả? Ai hiếp vậy? Mà sao nhìn mày quan không thấy giống dân chơi nha. Gái nhà lành cũng không phải nữa. Mày quan là gái gì vậy? Loại gì? Hỏi thăm thôi, quan tâm mà. Có nhà ở không? Bây giờ con có nhà. À, không có nhà. Tức là có nhà nhưng mà hôm nay đi bụi. Đúng không mẹ quan? Nhìn là biết rồi. Ai ra gì nè? Tối nay về nhà tôi ngủ đi. Mày ghê quá. Có nhụ luôn tao hả? Dụ bà đâu? Kêu bà không có nhà thì bà về nhà tôi bà ngủ thôi. Tôi đàn ông á. À thôi. Cái giỡn ha. Nè, tao cấm mày nhìn tao kiểu đó. Nhìn kiểu khác. Dữ vậy. Gấu. Gấu. Ê tụi bay. Lại lại đi. Tụi nó tới kìa. Trời ơi, cái tụi này nó mắc dại lắm. Mày quan ở đây hả? Nó bắt mày quan luôn á. Đi, nó sớm luôn á. Lại đi. Đi. Đi tụi nó. Nó chạy kìa. Đi. Chạy kìa. Đưa lại. Buông ra tụi bay. Chạy đi. Chạy sao được nha. Chạy sao được nha. Kìa cái rừng của tao rồi. Đứng đây chứ nữa. Đi theo. Lẹ đi. Giận mày tao có bé bộ gì đâu. Mày đi đâu đi đi. Tao muốn đi bộ về nhà. Như vậy là bà bỏ qua cho tôi rồi nha. Nói nghe, ngày mai tôi qua tôi chở bà đi ăn sáng nha. Hả? Anh ký ở đây giùm em đi. Rồi, cảm ơn. Baby, con. Công nhận, vợ anh khéo đẻ thiệt nghe. Như là nút từ khuôn của anh vậy đó. Dễ thương ha. Ngoài. Sếp, không còn vào phòng nặng nữa hả sếp? Nhiều chuyện, một lát tôi phải đi họp. Huy cho nó uống miếng nước đi, để nó khát nước rồi đó. Con, sếp luôn kêu con uống nước nè. Chị thích á, thì chị kiếm một đứa đi. Kêu anh Huy nè, đẻ đứa vậy nè. Cậu nè, nó tầm mấy mà. Tầm bậy mà trốn của anh Huy. Thôi, hai người nói chuyện gì đâu không à. Tôi đi họp đây. Bye bye nha cục cưng. Bye bye. Thời gian quá ha. Alo. Dạ. Dạ. Em sẽ qua liền ạ. À. Dạ. Có định xếp hả anh Huy? Ê, tôi phải qua bên công ty tổng hợp gấp. Có gì anh coi nói giùm tôi được không? Trong trẻ. Ừ. Được gấp, để đây em làm cho. Ê, nhớ cho uống sữa với uống nước đầy đủ nha. Rồi rồi, yên tâm. Đi. Từ từ, cứ hối hoài. Ê, dọn mấy cái này giùm tôi nha. Rồi, ok, đi đi. Trời ơi, cái gì nó tùm lum hết trơn vậy? Cầm. Có con chi cho khổ vậy nè trời. Đến đi hả con ha? Nằm chơi đi. Quà. Alo. Rồi, anh tới liền em ơi, khoảng 10 phút nữa anh tới. Nghe gọi anh đi liền. Vậy đi em ha. Rồi. Trong thời gian qua, mặc dù sự cạnh tranh quyết liệt của các thị trường, nhưng công ty chúng ta đứng vững. Đó là nhờ sự hợp tác của các sếp đã giúp đỡ.
chân thành rất cảm ơn. Hy vọng trong sắp tới đó, những chương trình mới. Tôi đề nghị chúng ta nên quan tâm đến thị trường đồng bằng sông Cửu Long, vì đó là một thị trường lớn. Dạ. Thưa sếp, cho phép em về phòng. Dạ. Phù hợp chưa xong đi đâu vậy? Trời ơi, sao lạnh dữ vậy nè? Con trai có sao không con? Hả? Có ai đó không? Có ai không? Có ai không? Cứu nè! Trời ơi, con ơi, con sao vậy hả? Con có sao không? Con sao vậy hả? Sao không có ai ở đây với nó hết vậy? Ừ, có sao không con trai? Con ơi, chắc là không sao rồi. Alo anh hả? Ừ, em đang chuẩn bị đi sinh nhật anh nè. Lý dạ. Để anh tới đón em nha. Không, bây giờ anh tới nhà hàng đi mà đúng 5 giờ nha. Không cần phải qua đón em đâu. Em đã nói là em sẽ làm sinh nhật bất ngờ cho anh mà. Vậy em bật mí cho anh biết, em làm anh hồi hộp quá. Làm sao mà bật mí được? Người ta đã nói là bí mật là không có bật mí. Ừ, biết rồi. Chúc mừng sinh nhật anh yêu. Yêu anh nhiều. Rồi dạ, bye bye anh, gặp anh sau nha. Những ân tình em đông bằng nước mắt, khóc cho đầy hai chữ tình yêu. Tao nghe nè Phương. Cái gì? Anh Ngọc bị cấp cứu hả? Rồi, ở đâu? Tao tới ngay. Anh Ngọc, chuyện gì xảy ra với con vậy hả? Không có sao không? Phương ạ, có chuyện gì xảy ra với anh Ngọc vậy? Tại sao vậy hả? Anh Ngọc chỉ có một mình, không có ai coi hết á, cho nên nó khóc rồi ọc sữa. Lỗi là tại mẹ Ly á. Tại mẹ để con một mình. Sau này mẹ sẽ không bao giờ bỏ con một mình như vậy nữa. Thôi hai người con nói giùm anh chút xíu. Anh đi gặp bác sĩ nha. Alo, Minh hả? Bác nè,
Sao? Dạ bác ơi, Ly đã ra khỏi nhà chưa bác? Ủa? Nó đi lâu rồi mà. Nó nói với bác nó qua nó gặp con mà. Sao vậy? Nó không có tới đó à? Không hiểu sao con gọi hoài mà Ly không nghe máy. Có khi nào có chuyện gì xảy ra với Ly không bác? Chắc không có chuyện gì đâu con. Thôi để bác hỏi mấy anh chị nó coi sao nha. Dạ bác ơi, nếu có tin gì á, bác báo cho con biết nha bác. Nếu mà Ly có về thì bác nói là Ly gọi điện gấp cho con. À rồi, được rồi. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Con tôi có bị sao không bác sĩ? Tôi không hiểu tại sao anh lại có thể bất cẩn như vậy được. Bây giờ tình trạng nguy hiểm đã qua rồi, nhưng mà thể trạng của cháu bé còn yếu lắm, phổi cũng bị tổn thương nữa. Chúng tôi sẽ theo dõi và cố hết sức để cứu cháu. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Mong bác sĩ cứu con tôi giùm nha bác sĩ. Bây giờ không thể nào kéo dài tình trạng này mãi được. Anh phải tìm ngay một người có khả năng chăm sóc bé, kề cận bên bé 24/24, trông chừng bé, chăm sóc cho nó. Anh có hiểu không? Cháu bé bây giờ không có mẹ, anh lại càng phải bù đắp những tình thương của người mẹ mà nó đã bị thiếu thốn. Điều đó có tác động rất tốt đến sức khỏe của nó và ảnh hưởng đến tâm sinh lý của nó rất nhiều, làm cho nó có cảm giác có một người mẹ ở bên cạnh nó. Anh có hiểu không? Cảm ơn bác sĩ, tôi hiểu rồi. Sống không chết tiên, chị về đây phù hộ độ trì cho anh Ngọc mau hết bệnh. Mẹ để cho con Thu nó yên đi, có phải lỗi của nó đâu. Trách là trách hai đứa mình nè, không lo lắng cho anh Ngọc. Đúng rồi, tất cả là lỗi tại tao. Tao chỉ lo yêu với Đường thôi, không có lo chăm sóc cho anh Ngọc gì hết. Anh Ngọc à, mẹ Ly hứa là sau này mẹ Ly sẽ chăm sóc cho con thật là tốt. Con phải mau hết bệnh nha anh Ngọc. Lúc tao gọi là mày chuẩn bị đi đâu hả? Tao có hẹn với lại ông Minh Lùng nhà tao hôm nay sinh nhật ổng. Hẹn ổng lúc 5 giờ á. Chắc mấy giờ rồi hả? Trễ lắm rồi, hơn 8 giờ rồi. Mà mày không gặp ổng, ổng không gọi điện thoại kiếm mày hả? Ủa, điện thoại tao đâu mất rồi? Chết rồi Phương ơi, cái điện thoại tao để quên trong mấy cái giỏ, để ở nhà hết rồi. Dùng điện thoại tao kìa. Alo mẹ hả? Dạ có nè mẹ ơi. Trời ơi, con đang ở đâu vậy? Thằng Minh gọi điện tìm con suốt cả buổi tối nè. Dạ con biết rồi, nhưng mà con đang ở trong bệnh viện á. Anh Ngọc, con của ông Tu đang cấp cứu mẹ ạ. Vậy sao con không nói cho thằng Minh biết? Con gọi điện thoại cho nó liền đi nghe chưa?
Dạ, con để quên điện thoại ở nhà. Con sẽ điện thoại cho anh Minh liền. Mẹ ơi, tối nay con không có về nhà nha mẹ. Hôm nay là sinh nhật thằng Minh, sao con bỏ đi như vậy được? Dạ, con biết rồi. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ nha. Ly. Dạ, con chào mẹ. Ly. Ly, bây giờ tao mới thấy hối hận đó. Lẽ ra lúc đó tao nên cản mày. Cản tao chuyện gì hả? Chuyện cho trứng cho con Thu đó. Lẽ ra tao nên làm một mình, đừng kéo mày vào làm gì để bây giờ rắc rối. Tụi mình là chị em mà. Nếu như lúc đó tao không cho con Thu trứng thì tao mới là ân hận suốt đời. Nhưng mà tao nghĩ tốt nhất là mày nên nói hết với ông Minh đi. Không có giấu hoài được đâu. Làm sao mà tao nói hết cho ông Minh nghe được? Hả? Mày biết tính ông Minh lùng nhà tao rồi mà. Trời ơi, ông mà biết chuyện này là ông sẽ làm lớn chuyện lên. Không khéo ông còn bỏ tao nữa. Vậy mày nghĩ mày giấu được bao lâu? Hả? Càng lâu á, sau này ông mà biết được càng nhiều chuyện hơn á, mày hiểu không? Bà đứng gần bên tôi đi. Chứ vậy? Cho tôi đỡ khớp. Chào em. Lần này đừng hòng mà chạy thoát nha. Bây giờ tao không có tiền, tụi mày làm gì tao? Con này bữa nay ngon. Không có tiền á thì bán cái thân của mày đi. Con mày chắc bán được mà. Còn mày á chắc cũng được khá khá đó tụi em. Đáng tiếc á là hàng của em có độc. Mấy anh đụng vô là chết cái lũ á. Cái gì? Hàng độc? Anh đây thích về hàng độc đó nha. Mày dám gọi điện thoại báo công an hả? Đừng làm trò ngu ngốc á. Gọi công an là đúng rồi, mấy ông làm vậy được. Mấy anh chết nhát vậy sao? Nói cho mày nghe, lần trước mày giữ đúng lời hứa thì lần này tao cho mày thời hạn 3 ngày nữa. Nếu mày không trả, mày coi chừng cái mạng của mày đó. Đi mày. Ở sao không? Quýnh luôn cái đao tới bà nội luôn nè bà. Tôi uống đi. Thôi bà uống đi. Tôi uống đâu. Sao vậy? Trời ơi, quýnh đau quá, chán rồi, sao tôi uống nổi nữa. Thôi uống đi. Em có thể làm vú nuôi giúp anh được không? Anh nghĩ tôi là ai mà kêu tôi làm cái nghề kỳ cục đó hả? Anh chỉ muốn tiền thôi. Nếu không có tiền, anh phải chặt nó một cái giò. Anh làm cái gì mà để nó nắm đầu anh quay như dế vậy hả? Nếu không chấp nhận được thì thôi. Tôi không tin là cô có sữa đó. Bà muốn kiểm tra không? Kiểm tra thì kiểm tra chứ. Ôi, ồn ào nhức đầu quá. Chị muốn em làm chuyện này, phải không? 20 triệu tiền vốn, 10 triệu tiền lời nữa. Cái gì? Sao tụi em không đi ăn cướp luôn đây? Anh, lấy trái cây cho em ăn đi. Trời ơi, trời. Có phải là em đang muốn thay thế Thu để làm mẹ thằng bé đúng không? Không. Vinh à, em với anh Huy không hề có chuyện gì hết. Không hề có chuyện gì hết.